Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, Jimmy Thái xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Trade Talk với đài Jimmy Thái. Thưa quý vị, với những cái sự việc đang xảy ra với những người dân ở Ukraine, cái cuộc chiến giữa Ukraine và cái nước Nga là Russia đó, thưa quý vị, với cảm thấy được là cái cuộc sống mà chúng ta có được ở Mỹ này rất là hạnh phúc. Chúng ta sống trong một đất nước khá là bình an và được sự bảo vệ của một cái quân đội mạnh nhất thế giới. Đó là những cái điều mà tại sao rất là nhiều người rất là muốn được đến với Hoa Kỳ. Và đó cũng là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với một vị khách mời mà hôm nay chúng ta mời, đó là một luật sư, và cô ta sẽ giới thiệu với một cái chương trình làm thế nào mà bạn từ nước ngoài bạn có thể đến nước Mỹ qua cái dạng visa gọi là L1A hoặc là B. Đó, thì cái cho Jimmy giới thiệu một chút xíu về cái vị luật sư này và Jimmy sẽ mời cô ta tham gia. Đó là luật sư Vi Phạm Hát. Cô ta là một người Mỹ nhưng mà gốc Việt. Vi đến Việt qua Mỹ từ Việt Nam khi bạn mới cái 8 tuổi, cho nên tiếng Việt của bạn chắc chắn là sẽ không có rành. Có thể là cũng rành nhưng mà chỉ thua Jimmy chút xíu thôi. Cho nên quý vị cứ thông cảm, nhưng mà Vi sẽ nói chuyện những câu hỏi của Jimmy có thể Vi nói bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Mà nếu mà những cái gì mà chuyên ngành mà Vi phải dùng tiếng Anh thì sau khi cái buổi phỏng vấn Jimmy sẽ dịch lại 3-4 cái điểm chính mà quý vị có thể thu nhận được cái kiến thức từ cái sự chia sẻ của hai anh em chúng tôi. Và từ đó nếu quý vị có những câu hỏi khác thì có thể liên lạc về đài. Không mất thì quý vị nữa, thì bây giờ Jimmy sẽ được giới thiệu quý vị, đó là cô luật sư Vi Phạm Hát. Chào Vi. Chào anh Jimmy Thái với chào khán giả ở VNTV. Yeah. Oh, thì trước hết là Vi có thể giới thiệu sơ cho khán giả của VNTV biết một chút xíu về cái cá nhân của em và em đã hoạt động trong cái lĩnh vực này là bao lâu rồi? Em là giống như anh nói là Vi Phạm Hát, em là chuyên môn về luật sư về di trú. Trước đó thì em là luật sư về cái company rất là bự, khoảng cho 8 năm. Rồi sau đó thì em muốn đi ra riêng để giúp bà con mình, cho nên vì vậy mà em có cái văn phòng riêng của em. Okay. Nghe cái giọng tiếng Việt của em giống như em là người Trung phải không? Dạ, em là người Đà Nẵng, cho nên cái tiếng, khi đồng ý em tới đây 8 tuổi nhưng mà cái tiếng nó vẫn còn Quảng Nam. À, như vậy mình là người đồng quê rồi đúng không? Quê dạ. Em là người Đà Nẵng, anh là người Tam Kỳ. Quảng Nam cũng không có xa Đà Nẵng lắm, như vậy là anh em mình cũng là đồng quê với nhau rồi. Bây giờ trước hết đó, là Vi có thể cho anh biết là anh biết là Vi cũng có văn phòng tại San Diego này và Vi cũng có văn phòng tại Việt Nam nữa, thì em có thể cho anh biết là em đã quay trở về Việt Nam, đi về và mở văn phòng làm việc trong cái lĩnh vực di trú này bao lâu rồi? Dạ em là có văn phòng ở Sài Gòn anh, là khoảng 3-4 năm rồi. Thì cái văn phòng em ở San Diego, University Heights, on University Avenue. Thì văn phòng em với văn phòng ở Việt Nam thì tư vấn là miễn phí, cho nên cứ đi như vậy. À, như vậy là em là sẽ tư vấn miễn phí, nếu bạn cần cái gì thì có thể cái buổi thảo luận, cái buổi tư vấn đầu tiên là miễn phí, đúng không? Mình nói như vậy để cho tất cả những khán giả tại San Diego hoặc là có thân nhân ở Việt Nam mà rất là muốn nói chuyện thêm với em về cái chương trình định cư tại Hoa Kỳ thì có thể là trò chuyện với em thêm sau khi cái mình cho cái thông tin trên cái chương trình. Bây giờ Vi có thể cho khán giả của đài mình biết là trong vòng 2 năm qua đó, cái vấn đề COVID là nó vấn đề nó làm cái việc đi lại rất là trở ngại. Thì em thấy trong vòng 2 năm qua cái vấn đề mà đi định cư tại Mỹ từ những cái người mà từ Việt Nam muốn qua đây thì em thấy nó có những cái khó khăn nào, và trong năm 2022 này em thấy những cái chuyện đó có thể nó sẽ thay đổi và nó có thể tốt hơn không Vi? Thì bà con mình với là anh Jimmy thì anh cũng biết là bị COVID, lãnh sự quán của Việt Nam ở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh City thì nó bị đóng cửa khoảng 2 tháng. Nhưng mà cái nước Việt Nam mình thì đóng cửa khoảng là 2 năm, không cho người vào, cùng mình ra được nhưng mà không cho người vào. Vì đó mà mình đóng cửa với cái COVID thì cái hồ sơ nó bị backlog đi. Cho nên vì ví dụ mà cái hồ sơ mà thường thường trước COVID mà đi 6 tháng thì giờ phải đi 8-9 tháng. Cho nên bà con hơn patient một tí về có mấy cái hồ sơ tại vì COVID. Cho nên mình cũng kiếm nhạy một tí.
À, như vậy là hai cái năm COVID nó làm cho tất cả những cái hồ sơ nó bị lưu trữ, nó bị ứ động lại rất là nhiều, và bây giờ những cái gì mà em nói từ 6 tháng hồi xưa trước một COVID thì có thể bây giờ tới 9 tháng hoặc dài hơn, right? Thì cái đó là mình cũng trình bày cho mọi người biết, nếu mà mọi người đến với em mà nghe ai nói là à tôi có thể làm cho bà con đi Mỹ được 3 tháng hay là 4 tháng thì có thể là chuyện đó nó không có thật. Thì cái đó là mình cũng cho mọi người, khán giả trong đài của mình biết như vậy, tại cái thời gian bây giờ lâu hơn. À, hôm nay anh muốn mời Vi chia sẻ một cái visa rất là cụ thể, đó là cái chương trình L1 A và B. Thì Vi có thể nói một chút xíu về cái visa L1A và B đó là trong trường hợp nào thì mình có thể apply cho cái chương trình này được. Là Vi phải nói về cái L trước, là cái L là nó umbrella của LA với là L1B. Thì cái L nó là nó cho một công ty, nó cho người mà ở trong công ty chuyển trong công ty ở nước ngoài qua Hoa Kỳ là nó L. Còn L1A nó là cái visa đó là về người mà phải manager với trở lên trong một ở một chi nhánh ở nước, ví dụ là ở nước Việt Nam đi, mình làm chi nhánh ở nước Việt Nam khoảng hơn một năm mà mình muốn chuyển vào Hoa Kỳ, thì nếu mà mình manager hoặc above thì mình có thể có cơ hội như vậy. Với là cái L1B là nó về mình có cái knowledge đặc biệt về cái company company đó mà mình có thể qua Mỹ mà để cho mình train một cái người làm mới ở nước Mỹ, tại vì người ta không có thể biết cái knowledge đó, là cái L1B. Với là cái L1B cái đặc biệt nữa là ví dụ mình có một cái công ty ở nước Việt Nam đi mà mình muốn mở mở chi nhánh ở nước Mỹ thì mình có thể qua bên này mà mở chi nhánh. Ok. Như vậy là anh Jimmy nghe nói là cái L1A á, là em phải là manager hay là executive, tức là nói chung mình là phải quản lý hoặc là mình là giám đốc, chứ không phải là mình đi thường qua. Còn cái L1B là cái trường hợp đó mình có thể là một chuyên gia, tức là một cái gì đó mà em có thể qua để em dạy khi mà em có cái chi nhánh ở bên đây, đúng không? Thì mình cho mọi người thấy rõ cái này không phải là chỉ đi làm qua đây để đi làm nhân công hay làm gì hết, phải là một cái trình độ nào đó mới qua đây được. Và hình như anh nghe em nói là cái công ty phải có trên 1 năm rồi mới được áp dụng cho cái chương trình này, đúng không? Ít là 1 năm, hai nó là người làm mà ở công ty đó là phải ở đó ít nhất, làm ở đó ít nhất cũng là 1 năm, với là đi qua Kỳ được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em muốn bà con mình biết là nếu mà có công ty ở Việt Nam mà muốn mở chi nhánh ở nước Mỹ thì L1B sẽ cho mình có cơ hội như thế. Ok, alright, ok. Rồi, và cho quý vị hiểu rõ hơn đi Vi, là cái chương trình này mình chỉ có việc đi như vậy là mình đi tạm thời, là mình qua đây rồi mình được ở lại Mỹ luôn, như những cái chương trình khác, chẳng hạn như là cái EB5 gì đó, cái chương trình mà đầu tư đồ này nọ thì người ta qua ở luôn. Còn cái chương trình này là mình đi tạm thời, cái thời hạn mà em ở được Mỹ tối đa là bao nhiêu vậy em? Tối ra là từ 5 năm cho tới 7 năm. Nhưng mà nếu mà lần sau mà em nói chuyện với bà con nữa thì em sẽ giải thích mà mình qua bên này về cái L mà làm sao mình có thể ở đây luôn được. Thì cái đó diện là giống như anh nói là diện là EB5, cái đó là đầu tư, hoặc là mình dùng EB1C, cái đó là lần sau em sẽ nói cụ thể hơn cho bà con mình biết. Như vậy là nói chung là cái chương trình này đa số là em chỉ qua đây 1 năm, 3 năm hoặc là 5 năm hoặc tối đa là 7 năm, xong rồi mình phải quay trở lại. Nhưng mà nếu mà khi mà quý vị đã từ, chẳng hạn như mình có người từ Việt Nam mà qua tới Mỹ, mình vẫn có cách, em vẫn có cách để em giúp họ chuyển qua một cái chương trình khác và người ta sẽ định cư lại tại Mỹ luôn, đúng không? Dạ đúng anh. Với là em muốn nói là về cái L1A với L1B là vợ hoặc là chồng có thể, hoặc là con cái mà dưới 21 tuổi thì có thể đi theo chồng và vợ qua bên này. Khi mà qua bên này mà vợ mà chồng thì cũng có quyền làm việc ở đây. Cái thứ nhất, thứ hai, nếu mà con dưới 21 tuổi thì có quyền ở đây mà đi học hành. Ok. Wow, cái đó là rất là quan trọng, tức là mình đi không phải là chỉ có bản thân mình mà gia đình mình, tức là người nhà mình, vợ con cũng có thể đi theo nếu mà họ dưới 21 tuổi, đúng không? Đây, cái đó quá rất là quan trọng. À, đúng rồi. À, bây giờ thì như vậy là anh thấy nếu mà thực sự một người nào đó mà
nghe nói là biết cái chương trình này và người ta muốn bắt đầu, thì em có những cái lời khuyên gì Vi? Dạ, em khi nào em cũng nói là đầu tiên là mình chuẩn bị giấy tờ của cái công ty của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bắt đầu liền. Tại vì giống như hồi mới đầu anh với em nói đó là cái hồ sơ giờ nó đi chậm, cho nên cái thì giờ là nó không thể quay lại được. Cho nên Vi khuyên bà con là nếu mà muốn làm thì làm bây giờ. Tại vì cái L1A với L1B nó có take time là từ 4 tháng cho 6 tháng là mình mới có được cái visa. Nếu mọi 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 thứ ok thì 4 tháng tới 6 tháng là mình đi được. Nếu bà con muốn đi nhanh thì em cũng có khách, có cách mà sau 15 ngày đó là bà con có thể kết quả, biết kết quả được hay là không được anh. Ok. Và một cái điểm nữa mà có thể giúp cho khán giả mà nghe đài, nhất là khán giả từ Việt Nam mà người ta nghe được cái này và hiểu được, là cái tiền luật sư phí, em không có cần nói cụ thể nha, em có thể nói là trong cái khoảng như vậy là bao nhiêu, tức là cái này mình tốn khoảng chừng $500 hay là $5,000 hay là $50,000, mình có những cái con số mà luật sư phí để cho người ta hiểu được, là để khi mà một người đó tại Việt Nam nói cho họ biết là người ta nói thật hay nói dối, thì em có thể nói sơ qua, mình không có cần đi vào cụ thể. Dạ, yeah, nếu mà tiền mà lệ phí luật sư đó là bình đó là khoảng 5,000, nhưng mà tùy theo là cái khó hay là tùy theo cái case của mình thôi, nhưng mà bình từ 5,000 cho tới 7,000. Ok, rồi như vậy là từ 5 tới 7,000. À, tức là không có phải cần mà kiểu như là 500,000 hay 900,000 trong những cái chương trình khác đó, mà có những cái chương trình khác em cần phải có 500,000, 900,000 hoặc là cả bạc triệu thì em mới lo tất cả những hồ sơ này được. Ồ, đấy. Em xin lỗi, tại vì em tưởng đó anh nói là tiền luật sư. Và cái tiền mà làm chi nhánh qua bên này đó là nó khác, tùy theo mình thôi. Nếu mà mình đầu tư thì nếu mà anh muốn đầu tư 200,000, 300,000 thì ok, tại vì mình đã có cái company ở ở nước Việt Nam rồi, thì mình chỉ mở chi nhánh thôi. Cho nên cái EB-5 500,000 hoặc là 900,000 mà anh nói đó là cái đó là mình đầu tư chứ không phải là mình mở về L1. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà anh hiểu cái ý em nói là tức là cái L1 em vẫn có tiền, đúng không? Yeah. Cái tiền mình 5,000, 7,000 là từ luật sư. Còn mình qua đây chẳng hạn mình mở chi nhánh, mình mở văn phòng, mình mở một cái công ty, thì cái việc tốn kém bao nhiêu đó là cái chuyện mà mình cũng phải tự làm lấy, đúng không? Dạ anh. Dạ, ok. Như vậy thì trước khi mà anh Jimmy tóm tắt lại, thì anh thấy cái chương trình này nó khá là hay, nhất là đối với những cái người đã có công ty ở bên Việt Nam trên một năm rồi. Và nếu mà thật sự mà họ muốn tham gia làm theo cái chương trình này, thì em có những cái lời khuyên gì, một hai cái điều khuyên gì mà em khuyên họ là nên tập trung vào hoặc là nên tránh, thì đó là những cái điểm, những cái lời khuyên gì vậy Vi? Dạ, cái lời khuyên em là giống như anh nói trước đó, là không có thể nào mà nhanh được. Cái này là nó phải take time. Thường thường nếu từ khi là mình muốn làm nhanh thì 15 ngày. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không có gì mà 100% hết. Tại vì nhiều người đi thấy là 100%, nhưng mà không có thể nào là mình 100% được. Mình có hay có xui. Với là cái thứ ba đó, thì khi mà mình muốn luật sư rồi đó, thì là mình nên nghe người luật sư, cái advice của người luật sư, chứ đừng có mà Google. Cần cái gì là cái đi Google, đúng không? Yeah. Em có thể giải thích cho cái khán giả nghe tại sao cái lời khuyên của từ một người luật sư là không có nên Google? Tại vì anh thấy giống như cái bản thân anh, mình những khi mà anh muốn tìm hiểu một cái gì thì anh cũng việc trước tiên là anh cũng Google. Như vậy thì tại sao mà em lại khuyên là đừng có nên Google khi mà làm việc với luật sư? Thì có lý do tại sao mà em lại khuyên như vậy? Dạ, tại vì Google đó là nó có rất là nhiều information. Khi mà anh người không có trong nghề, giống như em là người, em chỉ là đặc biệt vì di trú thôi. Cho nên em là người trong nghề, khi mà mình không phải là người trong nghề mà mình Google, nó information nó rất là nhiều đi. Cho nên mình very confused. Cho nên vì vậy mà mình muốn người luật sư, để cho người luật sư lo hết từ A cho Z cho mình. Cho nên để cho mà luật sư lo, vì cái này là cái job của người luật sư. À đúng rồi, chính xác. À tức là em vẫn khuyên người ta lên Google để tìm hiểu, nhưng mà phải hiểu được là cái information trên Google nhiều khi nó không có chính xác, hoặc khi nó quá tải, nó quá nhiều,
Và cái đây là cần phải có cái chuyên ngành của một người có trình độ giống như luật sư để mình nghiên cứu, chứ đừng có đi mướn luật sư rồi Google xong rồi nhiều khi cãi lộn với luật sư mình là mọi việc nó hỏng việc hết, đúng không? Dạ, với là điều, với là em quen cái điều nữa là khi mà mình mướn luật sư đó về mấy cái L1 này đó là mình nên mướn cái luật sư về di trú. Đúng Chứ rồi. mình không có thể mướn cái luật sư về let's say personal injury hoặc là family law. Tại vì người ta không có biết về cái có thể người ta biết sơ sơ nhưng mà không có biết specific như thế nào để làm cái case mình mà không có bị trouble. Anh nghĩ cái đó là một cái lời khuyên cuối cùng của em rất là hay. Tại vì giống như là kỹ sư thì cũng có kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư cầu cống, kỹ sư nhà cửa. Rồi về luật sư cũng vậy, đúng không? Mình có luật sư đi ra tòa để mà cãi lộn về hình phạt, rồi hình sự, có luật sư về làm thương mại, có luật sư về đầu tư địa ốc, thì mình cũng là có luật sư chuyên về làm cái nghề di trú. Và cái đó là cái sở trường của em, đúng không? Là chủ yếu là luật sư di trú. Và cái này là cái người biết rành về cái trường hợp mà những cái L1, rồi những cái A and B này, đúng không? Dạ anh. Dạ, ok. Rồi, vậy là cảm ơn Vi rất là nhiều. Bây giờ Vi cho anh 1-2 phút để tóm tắt tóm tắt là 2-3 cái điểm chính cho cái khán giả của đài. Thì kính thưa quý vị, qua sự trò chuyện giữa Jimmy và luật sư Vi Phạm Hát, thì quý vị có thể thấy là cái chương trình L1A và B, luật sư có trình bày là nếu bạn đã có công ty tại Việt Nam rồi và bạn muốn mở chi nhánh tại Mỹ, hoặc là bạn muốn có công ty tại Mỹ và bạn muốn mở chi nhánh Việt Nam, thì đây là cái điều kiện và cái visa này sẽ tạo điều kiện cho mình đưa những cái người trình độ cao, những người quản lý, những người trưởng phòng hoặc là những người chuyên gia đi qua đi lại để đi về. Và Vi nói là cái chương trình này làm như vậy thì có thể nó mất từ 4-5 tháng, nhưng mà nếu mà bạn cần làm gấp thì Vi vẫn có thể làm được trong vòng khoảng chừng 15 ngày. Nhưng mà cái điều mà Vi nói mà Jimmy nghĩ là Jimmy muốn nói cho quý vị nghe rõ là tất cả đây là những cái gì mà nó có cái sự giống như là average, tức là cái trung bình. Còn cái vấn đề mà vì COVID hay vì cái gì đó mà nó không có kịp làm được hay làm nó khó hơn, là cái đó là ngoài cái sự ý muốn của tất cả những vị luật sư hay những người mà làm việc với quý vị. Và khi mà quý vị nghe ai nói mà bảo đảm là làm cho bạn được 100% đi được là bạn nên để ý, bạn nên tránh xa. Tại vì không có, Vi nói rõ ràng là trong cái nghề này không có gì gọi là bảo đảm hết á. Luật sư họ chỉ cố gắng họ làm hết sức họ thôi, nhưng mà cái hồ sơ quý vị có được chấp nhận hay không, cái đó còn tùy theo cái sự di trú Hoa Kỳ. Cho nên cái việc mà guarantee là cái chuyện mình không có thể chấp nhận được. Mà Jimmy thấy cái này nó có một cái hay nữa mà quý vị để ý. Đó là cái chương trình này á, mình chỉ qua đây mình ở một hồi tức tạm thời. Cho dù là mình có thể đem vợ, đem con dưới 21 tuổi và qua đây vẫn sinh sống, vẫn đi làm ăn và vẫn có công ăn việc làm để làm được. Nhưng mà nếu mà quý vị làm việc với những cái luật sư chuyên nghiệp về cái lĩnh vực di trú như Vi, thì Vi sẽ giúp cho quý vị trong thời gian quý vị ở trên đây có thể mình làm hồ sơ, mình chuyển cái hồ sơ của bạn từ một cái dạng này qua dạng khác để rồi từ từ các bạn có thể định cư lâu dài tại Hoa Kỳ và có thể giống như anh em chúng tôi là cũng thể quý vị có thể tham gia vào cái giấc mơ Hoa Kỳ, cái American Dream mà mọi người chúng ta ai cũng muốn. Với cái sự tóm tắt như vậy thì Jimmy được xin dừng cái chương trình Straight Talk with Jimmy Thái tại đây, và một lần nữa cảm ơn Vi rất là nhiều. Và trước khi tạm biệt quý vị thì Vi có cái gì cuối cùng để mà chia sẻ với quý vị không? Dạ em cảm ơn anh chị Jimmy Thái với khán giả VNTV để hôm nay có thì giờ để share mấy cái knowledge của Vi cho khán giả. Nếu mà khán giả cần cái gì thì về immigration di trú thì nên gọi cho Vi, thì consultation là miễn phí. Dạ, yeah. Ok, như vậy thì cảm ơn Vi rất là nhiều và cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Chào tạm biệt.